Tiểu Lâm rồi. Trời ơi, hồi nãy ổng như vậy nè. Trời ơi, em mới bước lên tới đây nè. Ảnh nhấn đầu á. Chị cho chị mượn cái đầu rồi. Ba em mua gái mà ảnh vậy nè. Ai vậy? Còn người vậy? Anh quay xiết cổ em. Đây, Hiếu Hợi Trung. Ủa, ai chìm đâu? Em ở dưới đó vậy? Ai chìm mà lót có cái nửa người lên vậy? Chị Kha Lê, em không làm nổi, anh đâu phụ em. Em sao vậy? Anh chỉ cưới con đè đầu ba. Dễ sửa đầu ba. Dễ sửa đầu ba. Em vô nghiệp gì hết trơn. Trời ơi. Em nghe ra lời gọi là thú dục. Em vô mà mọi người không vô mà mình đi. Trả lại thôi. Rồi chơi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trò chơi tên là tấm ảnh để đời ha. Cái chơi vậy? Rồi anh chơi đầu nè. Ờ chị ơi. Anh đi thấy ghê quá. Em đâu nhắn về quá. Anh đi thấy ghê quá. Rồi để vui gì đi vậy? Đừng để đời. Ok tấm ảnh để vui. Rồi. Ok chưa? Các bạn có một khoảng thời gian cố định để giành vị trí đứng trên phao. Tôi đếm ngược từ 10 đến 1. Photographer sẽ chụp hình. Đội nào có số lượng thành viên có khuôn mặt đủ các bộ phận, hai mắt, hai tay, mũi, mồm trong khung hình nhiều hơn thì sẽ giành chiến thắng. Thử thách này có tất cả 5 lượt đấu. 3 lượt đầu tiên mỗi lượt tương ứng 1 điểm. 2 lượt cuối nâng cấp tính 2 điểm. Đội nào giành được nhiều điểm hơn sau 5 lượt đấu sẽ chiến thắng ở thử thách này. Lưu ý, chỉ tính kết quả chụp hình khi các thành viên ngồi hoặc đứng ở trên phao. Đứng dưới nước không tính. Trên phao đúng không? Bất ngờ quá. Mà tôi ra xin phép là xin đoàn để mình cho em cái ghế súp đi thiệt. Mình có thể giờ cái phao này gần không chứ đó chừng sâu quá thờ phút. Cho em ghế súp đi, không lên nổi đâu. Chúng tôi đã tính toán rồi. Phao ở chỗ đó là chỉ có 1m3, 1m2 thôi. Đúng. Em đi được. Em đâu phải được là được em. Còn thở không được. Dạ. Dạ. Mình đang lợi thế về thì sao mình nhận được là mình. Hả? Sao em ghê em lắm quá. Mày lại vậy? Ủa mình chỉ cần trở lên thôi mà. Mày đang lên. Không được mày sống luôn sao? Chứ mày lớn rồi. Không ai. Tôi lặn đây. Tôi lúc đang lặn nữa. Tôi kẹt đây. Chân quẹo luôn. Mẹ tôi chân thì chết rồi. Chứ gì mà già rồi. Ai hả? Chói đâu. Mày không ai nói. Rồi bây giờ có chơi được chưa? Yeah. Rồi các đội sẵn sàng. Yeah. Ủa nãy chưa phổ biến gì mà vừa phổ biến. Đợi. Rồi. Phổ biến rồi. Nói lại lần nữa, có hai hiệu lệnh. Hiệu lệnh thứ nhất là bắt đầu, các bạn sẽ tranh chấp nhau. Hiệu lệnh thứ hai, tôi sẽ đến từ 10 trở về 1 và khi 1 là các bạn sẽ lên ảnh. Tức là lúc đó là bắt đầu chụp ảnh đó. Và làm sao đó, nhiệm vụ của các bạn là làm sao đó để các thành viên của đội đối phương ít được lên hình nhất. Hiểu chưa Dương Lâm? Hiểu chưa Dương Lâm? Hiểu rồi chị. Hiểu rồi. Thời gian lượt một. Ủa mà phải sao vậy chứ? Phải sao vậy? Đâu có lên đâu mà.
Tên lưu đá cho bỏ em. Thôi mà em sao vậy? Còn tôi vậy? Anh quay xíu cổ em. Đây, Hiếu Hội Trung. Ủa, ai em đâu? Em ở dưới đó vậy? Ai chìm mà lót có cái nửa người lên chị Kha Lê. Thư không được công nhận nè. Ở bên đội của Trường Giang chỉ có Tuấn với Giang là đầy đủ mắt mũi hai lỗ tai. Anh Huy không chị? Bên đội của Dương Lâm là chỉ có duy nhất Chris Phan là đầy rồi. Đủ mắt Lâm, mũi Lâm tai. Lâm đi lẹm. Yeah. Không sao đâu. Hoài. Bây giờ là tấm ảnh thứ hai. Lượt hai, bắt đầu. Lên. Bắt đầu. Lên. Cùng điên quá. Dạ. Trời ơi, em gì vậy rồi? Em Quy. Ôi, em đối xử với chị không? Anh Quy cái mặt em nha. Nói nghe nè. Ôi, hiểu không bỏ rồi. Kiều Minh Tuấn cho vậy. Kiều Minh Tuấn. Nè, Kiều Minh Tuấn giúp đồng thiết phan lên. Trời ơi, em gì vậy? Chết thì chết chung. Chết thì chết chung. Nè, Kiều Minh Tuấn giúp đồng thiết phan lên. Em cũng có mà ở dưới có Trường Giang, hay quá. Minh Tú, hay quá. Còn nghe Minh Tú, Ngô Kiến Huy và Lâm Mỹ Dạ. Yeah. Em với Ngọc Phước cũng thấy được đầu à? Rồi các bạn còn ổn hết không ạ? Chơi. Rồi lượt ba chuẩn bị. Chơi đây đây. Không. Ba chơi nô nô cô gái. Em chơi đánh đầu tôi. Lâm. Bảy, tám, chín,
rồi xong rồi. Thế là con Quý Quy nó kẹp cổ. Tôi công bố đây là những gương mặt được công nhận nha. Ủa thua luôn hả? Kiều Minh Tuấn, Kiều Thúy Hề, Kali, Lâm Mỹ Dạ, Ngọc Phước, và con Quý Quy. Đúng rồi. Kìa. Anh dây là bị nước á Lâm. Nước gì nè. Bây giờ lượt thứ tư và lượt thứ năm chúng tôi tăng cấp lên để tránh cái trường hợp là các bạn cứ đè đầu kẹp cổ nhau. Chúng ta sẽ xuất phát từ ở đầu kia của hồ bơi. Các bạn sẽ phải bơi lại đây. Được, không được, không được, trong chân được. Ai không bơi được thì có thể đi chọc chọc men men theo cái bờ hồ. Trong giờ mấy giây vậy? Thời gian đi mấy giây. Và gần tới đây thì tôi sẽ quay hình đến từ 10 trở về 1. Ok. Xong. Từ từ xong. Điên loạn hết rồi. Ai nhở? Ba má đâu thấy cảnh này. Rồi, thời gian bơi lội bắt đầu. Kẹt thôi. Bơi lội bắt đầu. Kẹt thôi. Trời ơi, anh ơi, đi trước được không? Đạp lên chân tôi à? Đúng là ông đạp vô cái đầu em rồi. Còn một lượt chơi cuối trị giá 2 điểm. Ok, chém anh em. Cố lên em ơi. Cố lên nha. Nhưng mà em vậy? Em giữ hiểu rồi. Rồi. Rõ ràng em vừa tội rồi. Sao lưng anh Lâm á? Chú kéo chị lên. Bây giờ em lưu ý nha. Ngày hôm nay mà đội nào ra đường ngủ thì là ekip đang đi hình và phục vụ cho đội đó cũng ra đường luôn. Cho nên là tôi đề nghị ekip là việc này cổ vũ cho hai đội già.
Đánh nhăn quá vậy. Chúng tôi không lầm, mình trả tàu bổ cho đội Trường Giang hả? Trời ơi, mày đâu rồi Trân? Rồi bây giờ tất cả sẵn sàng chưa? Anh buồn dạ. Lượt chơi cuối cùng trị giá 2 điểm. Lượt chơi thứ 5 bắt đầu. Để đi kì. Để đi kì. Trời ơi, đạp quá vậy mấy mẹ, con này đạp ngu quá vậy. Trời ơi, sao giỡn kia vậy anh Giang ơi? Quy, cho anh xảy ra. Quy nó lên rồi. Thôi. Trời, anh vậy. Rồi bây giờ sau một ngày chơi vất vả cùng nhau thì đội của em Lâm, quỷ các bạn giành được 8 miếng dán màu xanh. Và đội của Trường Giang các bạn được 2 miếng dán màu cam, mà 2 miếng dán này là do công lao động từ tụi em biết rồi. Trời ơi quá giỏi. Trời ơi quá giỏi quá con. Quá giỏi quá con. Các em tự hào về các con. Con bé nó sắp chết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dán vào và dán thứ tự như thế nào là tùy các bạn, để tránh việc là các bạn nói là ban tổ chức sắp xếp. Bên mình ít ra mình chồng trước đi. Đúng rồi. Cứ cầm đi. Chồng mình. Bên ít thì cho dán sâu chứ. Dán sát nhau luôn anh. Họ dán sát nhau là họ có cơ hội trúng nhiều hơn. Không có hình xui thôi. Một là đi bụi, hai là đi ngủ. Đúng. Bao vây luôn anh. Đúng. Bộ vây luôn. Tại vì cái này với cái này có khác gì nhau với mình đâu. Đúng. Mình mới chơi vậy luôn. Đẩy cho rồi bên ơi, kia đi bụi theo mình luôn. 30% rồi. 30% luôn rồi. Rồi đội của Lâm dán đi. Đây lộn rồi. Trời đất ơi trời. Thử hả? Thử nha, thử nha. Thầy thang thử nha chị Lâm. Thử nhiều quá như vậy là do cái hồng ngọc ở đây rồi. Ủa, cái công bằng rồi, ok. Sáng nay đội chúng tôi đã trằn trọc, băn khoăn, rồi trách móc, rồi có những lời nói nó hơi nặng.
nó hơi nặng với lại hai em thì tụi anh vẫn giữ cái lời nói đó. Anh ơi, hai đứa này của họ đó là, đó là. Không, nhưng mà thiệt Huy hay lắm luôn á. Lên đảo vậy mà cũng kiếm được hai miếng. Ủa mà làm sao lấy được hai miếng này vậy? Có thể chia sẻ không? Xin á. Mình là gì? Chúng ta biệt đội gì? Mình là biệt đội Ngọc Thành Nhung. Không vui mà dậm hoài ha. Nó hoài luôn rồi. Quay đi. Hỏi loài thuồng luồn nước kia. À, còn anh em thì sẽ cố gắng để có một chỗ ngủ an lành. Tại vì hồi nãy Minh Tú là có chụp hình. Nhưng mà cuối cùng tụi em để ý hết là Tú có lên. Nhưng mà cuối cùng không có hình. Thì em nghĩ là âm đã thịnh, dương đã suy. Cho nên em muốn không thể nào ra đồng ra biển ngủ. Không thể nào mà ra đồng ra biển ngủ được. Cái ngoài đó là đẹp lắm á. Ngủ ok lắm, nằm là không vậy đó. Gì vậy? Rồi, bây giờ ai quay trước? Cũng có một lần rồi. Không được rồi anh. Anh đã xin chồng đi. Anh vẫn xin lỗi đó. Anh lớn đó, anh lớn đó. Ai em. Cái gì? Em ra cái kéo 3, 2, 1. Bẹt. Trời ơi. Ladies and gentlemen. Yes. Tonight. Tonight. How do? I do. Oh, in do. Yeah. Yeah. Okay. Your hand. Okay. Your hand. My hand is not a term. Term. Rửa nước. It's not term. It's a. Thúi quá. Trời lo. Mạnh lắm sức ơi. Rồi, rồi. Yêu trước ngày cưới phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion thứ 6, thứ 7 hàng tuần.